nay lên bổi đồng cho anh em tham khảo nha anh em. Anh em nào ưng thì cứ alo của mình nha, thì không gài lâu rồi cũng không có bán bổi cho anh em, không gài mình bán bổi nổi với mồi lỡ không à. Giới thiệu con này cho anh em xem, con này con dòng đồng nha anh em, đồng có rước nha, về tàn là rước 3-4 sạc. Em xem tư thẩm nha. Cái chi mình thì nói chung thì mình không có quảng cáo nhiều, thì chim có sao nói vậy nha anh em. Em là ưng thì alo, ngoại hình thì anh em tư thẩm nha. Con này nói chung là nó rất là bự luôn á, tại vì chim á, thì chim tiễn ra cho anh em không à, chứ không có bán cho anh em chim bậy. Vậy anh em nuôi mất tốt thời gian anh em. Anh em thấy dàn quy nữa không, quy cánh nè, dày không, dòng đồng tốc độ cồm cao nha anh em. Anh em coi nó dài sọc, đuôi nó tròn ra ngoài luôn, đuôi tròn ngoài anh em. Lòng này lòng xe 32 mà nó dài gì đó, nó bự bự kinh khủng. Một cồm đó, cồm khá cồm ha anh em. Con này mỏ mỏng giòn anh em ơi, anh em thấy mỏ nè, chút xíu lông mũi bự. Nói chung con chim này á, em bán cho anh em về, nếu mà anh em xem không bự á, em hoàn tiền trả lại cho anh em luôn. Em như hình bắp chuối đàng hoàng luôn. Nói chung quay này thì nói chung là nhìn thấy thì không không thấy bự đâu anh em ơi. Ở ngoài anh em thấy nó kinh khủng lắm, chà bá luôn á. Lông xám trắng, nhìn vô đây quay nó hơi đen đen, mà ở ngoài thật sự ra ngoài thì lông nó xám trắng. Đây bằng đêm quay đằng lát anh em. Con này thì nói chung thì 10 nút thì em có thì cũng có 8 nút được anh em ơi. Anh em nào giờ về nuôi này là chơi mồi thì ok, bự con, dày đòn nè. Đầu này gọi là đầu dối đuôi chuột nha anh em. Con này nói chung thì cũng chưa có dạng gì cho mấy nha anh em. Tại vì bằng đêm mình quay nó vậy đó, chứ bằng ngày nó cũng hơi cao trao. Mình ngày mơ mình sẽ gửi hai con mồi về một chủ. Đây là đây con nè, đây con mồi lả, đây là con bổi nổi. Ngày mơ mình sẽ gửi, sáng mơ mình sẽ gửi vô một lòng. Đó. Anh em nào ưng cái con này thì alo, giá thì mình cứ để lên tiêu đề đó. Anh em nào xem tham khảo xem chim rồi dòm giá rồi anh em nào ưng thì cứ alo nha. Con này chuẩn nuôi mồi nè, dáng thì ok, tướng tá rồi, hình bắp chuối, không chê được kiểu nào luôn. Nói chung chim là chim tiễn không nghe anh em, thì anh em dòm anh em biết rồi. Chào anh em nha.